Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV cho phần chơi Minecraft Stormblock 2 Mình đã hạ gục hết tất cả những bé heo được triệu hồi Và mình nhận được một cái mớp sâu Chúng ta sẽ mở lên coi Đây là pick sâu ha Ở chung là mớp sâu Và cái này là món mà rất là hay luôn á Chỉ cần lấy đồ của Raconic Evolution Hạ gục những cái con quái Thì nó sẽ có cái tỷ lệ rất ra cái linh hồn này Và linh hồn này có tác dụng là gì Chúng ta mở vô đây coi ta học trong này luôn móp sâu, sâu buyer sâu nó đây và cái linh hồn ở đây là nó sẽ nói đến việc là linh hồn á được uh, tỷ lệ như thế nào nếu mà có đồ mà không phải của Rconic á sẽ cần phải cái cái cường hóa là Reaper tử thần này mới kiếm được linh hồn và nếu có sẵn thì nó sẽ tính theo cái cường hóa ở trên đây ví dụ như cấp độ Weaver là được Reaper cấp độ 1 nè Reaper cấp độ 2 cho Rconic và Reaper cấp độ 3 cho the Star of power Nghĩa là cấp độ 1 nó được bao nhiêu đây? Chúng ta coi thấp nhất là sẽ dành cho mấy bé Passimov là như mấy bé heo bò cù gà ấy, là được 1 trên 800, nghĩa là hạ gục 800 con. Và hạ gục trong vòng 800 con là sẽ có ít nhất một cái mớp sâu ha. Có thể là tới 800 hoặc là chưa tới 800 cũng có. Rồi mình đang có cấp độ 3 luôn á, thì cái tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Và cách tính ở đây, giờ ta kéo xuống, món đồ này được sử dụng để đổi được cái con mà đang được triệu hồi ở trong cái Stepoli Spawner hay là cái này nè đây là Stepoli Mob Spawner mình đập ra thì nó sẽ mất cái ruột bên trong chúng ta kiểm tra coi mất cái ruột bên trong rồi cho nên anh phải bỏ cái mớp sâu vô lại và đập ra nhớ là cái này á rút kinh nghiệm đừng có đập ra mà lấy cây này tháo ra để xuống nó vẫn giữ y nguyên luôn ngon hơn tốt hơn rất là nhiều luôn rồi và bên kia thì bên đây á, mình đang dự định là tháo hết đồng hồ đi Tại vì đâu có cần phải thêm điện nữa đâu Tháo bớt đồng hồ cho nó khỏi giật lắc nữa Như lại kiểm tra coi 0.035 Cũng khiếp cái này là cũng có treo máy rồi đó Mà chỉ có 0.035 thôi Ta đang có là 12 tỷ Gần 13 tỷ Cho vô trọng rồi và ngày hôm nay thì mình sẽ dọn hết tất cả những cái khu vực còn sót lại ở đây. Ví dụ như những chỗ này nữa nè. Ở đây là có Water Mill. Chúng ta kiểm tra coi. Mấy cái Mill đó hình như là sẽ không có công thức chính xác luôn. Có thì chơi Reagan Edge Mill cho nó sướng. Công thức đây. Rất là đơn giản. Chơi luôn, chơi luôn. Vô làm cái, bỏ trứng rồng lên phát là xong. Rồi Reagan Edge Mill. quen còn thiếu gì đó. red một một cái. Và em này để lên. Và trứng rồng ta sẽ cần phải có Regen S nha, trong này còn không? Không có trứng, và đây có trứng rồng. Và mình thấy có cái trứng nữa là Golden Edge của bên bản mod Open Block. Và đây là cái trứng nè, Golden Edge, chúng ta để trứng xuống, bấm phải chuột, không có xi nhê gì hết trơn hết á. Trứng này là cái trứng màu vàng vui thôi. Và ta sẽ coi, để xuống nha, để này lên được không? Không được, ta không hiểu. Phải để, để đúng trứng nó mới hiểu và để cái trứng lên 500 GP liền đã chưa và mình có thể lấy cái này chụp được không chụp được luôn ngon lành và để lên lại coi không hề có và đập ra món đồ này để chơi vui thôi và để trứng lên và nhớ là tuyệt đối đừng có bấm phải chuột vào cái trứng nha nhiều khi nó dịch chuyển đi á nó rớt xuống bấm tiếp cái nó dịch chuyển đi tiếp và nó rớt trúng cây đuốc thành ra nó sẽ không có bị đặt xuống đất mà nó sẽ bay thẳng trong người mình bây giờ mình sẽ đập lấy lại rồi ta cũng sẽ cần phải dọn mấy bé bò này luôn nè dọn hết không có để như vậy nhìn kỳ quá ta sẽ cần phải có một cái khu vực thật là đẹp cho nên bây giờ bắt đầu công việc dọn dẹp giờ mình sẽ cần phải kiểm tra coi em này còn sót lại gì trong đây rồi như vậy là ta sẽ cần phải ngắt chỗ này ra nè Đập đi Bên đây cũng phải ngắt ra luôn Nãy giờ dọn là xong xuôi bên đây rồi đó Giờ còn khúc này thôi Đập ra luôn và rớt ra một đống những cái silicon cái Này bỏ vô được không Kiểm tra coi full luôn rồi Phun rồi Và có cái này nó có filter Thì mình sẽ không có dục vô chổng Đập này ra một cái rớt một đống đồ luôn Bỏ vô coi Cũng full luôn Cái mấy món này full hết trơn rồi Chúng ta mở lên Và cho vô cái này không cho vô được nha cục này à, nó rất là ít nó không có nhiều emc lắm giờ emc nó không thành vấn đề nữa What trillion. khủng <laughs> khiếp rồi bây giờ em này em này đang bị dướng ở những cái phần bên trên ta sẽ cần phải lấy upgrade uh, nó đây dướng phần bên trên đúng không cái này gắn chưa vậy chưa bấm 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 cho vô luôn cái này cũng chưa có à, ba cái bên trên đó thì có rồi cái này thì chưa nè và đừng có đứng quay nữa em ơi được rồi nghỉ đi đi về nghỉ đi giờ này mà còn quay tay nữa hết rồi à, sẽ cần phải bỏ mấy món này vô xem nữa bỏ này vô luôn rồi thấy không cầu xịn của tôi mà bỏ vô cái gì bỏ mấy cái ô tô này không được và còn bên đây Bên đây thì có một vài cái nó lên cấp độ Resonant với lại uh, cấp độ Signalum này nọ Và Ta chạy qua đây Bây giờ uh, Em này vô đây, em này vô đây Cái này vô đây, cái này vô đây luôn Và Dọn cho gọn gàng sạch sẽ lại hết Pragmatic Generator đi <laughs> gì vậy? Rồi Ở vậy cho nhiều mấy cái đồng hồ quá là vậy đó Rồi lát nữa mình sẽ tháo bớt đồng hồ luôn Ở chỗ này còn sót lại mấy thứ. Ở đây là cái uh, flux controller thì nên để nó. Còn mấy cái khác thì dục đi. Rồi và tình hình trước mắt á. Là cũng tạm ổn. Ở đây ta sẽ cần phải uh, di chuyển. Thôi đập luôn đi. tính di chuyển đi chỗ khác là thôi đập luôn. Cất vô trong mấy cái thùng này luôn. Mở lên. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô hết cái bộ controller này vô đây ở trong này cũng còn mớ nè tất mấy này vô luôn à, mở lên bên đây bỏ vô các bạn hỏi là sao mình không có làm ai luôn đi cho nó khỏe thì khỏi cần nữa giờ này ai gì nữa giờ này xài giày sướng hơn rồi ai làm gì cho mệt bỏ mấy em này vô luôn còn có cái tượng xương kìa cho vô chổng luôn nha ở này vô chỗ này thì tạm thời vẫn để y nguyên như vậy đập ra lấy lại hết đang dọn dẹp và ra ngoài đây mình sẽ có một cái con đường ở chỗ này thì con đường này chúng ta sẽ cần phải đập ra một cái Ủa mà không cần đập đâu đáng lẽ là không cần đập quên quên chỗ đó ta chỉ cần trao đổi là được giờ ta chỉ cần trao đổi lấy cái exchange ta ra trao đổi trên thích chơi gì ở đây là trên của bên này cũng được mà trên cách dịch cũng được thường thì mình sẽ thích cái trên chờ của bản mod trên chờ hơn ta sẽ lấy cái resonant đi có cái resonant không Ồ oh, nó không có được resonant nữa ta để mình coi thử coi mình có cấp độ gì bên đây ở lên exchange resonant cái này là phải chế tạo và nó không có EMC. Công thức chế tạo không khó. Và đang là một nhân một nghĩa là một ô á. Ta có thể bấm ta bấm vô. Bấm vô nó có dấu cộng này phải. Cái này đổi như sao quên rồi ta. Đây là shift phải chuột vô. Shift phải chuột vô trước để chọn. Xong rồi muốn đổi là bấm phải chuột. À, coi ở trong đây nó có ghi nè ấm Control Tiêu thích Enable Mở lên bên đây Đó 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 Dấu phẩy Dấu phẩy Đúng rồi Nó lên được tới 15 Và nó là Ford Crop Item là quăng đồ ra Và vậy là ta có thể chỉnh lại được nha à, 9 x 9 mười mấy x mười mấy nè Giờ tạm thời sẽ là 1 x 1 trước Ta bắt đầu trang trí khu này trước à, Chỗ này mình sẽ cần phải kéo nó lại lấy kêu anh coi lấy kêu one unbreakable one Đập ra kéo lại và ta sẽ kéo bên này lại luôn còn cái này nữa cái này không có Đấy. nó sẽ là iso stone block stone cái máy đầu nó có sẵn mấy cái cục mà đây uh, này là của Chisel một cái là của Chisel một cái của Vanilla nha ta phải để ý cho kỹ rồi như vậy cây này không phải chứ phải chuột vô đây thấm vô đó này xài điện ta coi điện năng đâu điện năng là 20 triệu RF giờ từ đầu này ra mình sẽ đi ra 1 2 3 4 5 ra tới đây 5 5 thì hơi nhỏ Tháo 7 luôn đi Và bỏ cái ô giữa nha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Và tới đây Tính lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok Chúng ta đi ra mấy ô Đi ra 5 ô 2, 3, 4, 5, 6, 7 Đi ra 5 ô Bắt đầu trang trí Rồi bây giờ mình sẽ làm đường tròn đường tròn ở đây thì nó phải là như giày mới đúng rồi đường tròn rồi cục này ta nên đổi sang cái khác luôn đi <laughs> suy nghĩ lại ta nên đổi sang cái khác <laughs> go block go block đâu up up go chơi khói vàng rồi, và chơi khối vàng tất nhiên là phải chi dò lại cho nó đẹp cây chi dò đâu ai chi dò chọn và chi dò lại cái gì đây cái màu nào cho nó nhìn đã đã chút à cái này nó có bên đây nữa hả để khối vàng bình thường thôi nhìn vô chắc để khối vàng bình thường đây là khu đất vàng cho nên phải chi dò lại là như vậy á phải chuột vô, ấm trên đó sai lát chỉnh, làm xong rồi tính tiếp, hai ba bốn năm, hai một một hai, ok luôn rồi vô đây, và cục này sai, sai thì chỉnh lại cho đúng, đây là khu đất ở giữa, rồi mình sẽ có một cái con đường đi, nó sẽ đi bên đây và đi bên kia, chỗ này nó cũng hơi bự á. Ở bên đây ta sẽ đào ra. Ta sẽ cần phải đập ra. Chỉnh lại cái này là 3 x 3. 05 x 5, 7 x 7 cũng được. 7 x 7 đúng không? Đang là 7 x 7. 1, 2, 3. Ở đây. Coi cho nó đúng. Đập cho nó chính xác. Đập. Đã rồi. Coi cho nó đúng có chút xíu thôi cũng để lệch được nữa và lắp bên đó lắp bên đây thiệt tình luôn á thôi để mình đi mình đập bên đây cái thì tính đó vậy mới đúng đó à, em này à, vô đây phát còn bên kia là ta chỉ việc đập ra lại thôi đập bỏ bên đây đập bỏ bên đây và, và cho thêm một phát xuống dưới nữa nó sẽ xuống thêm một ô nữa và đập sai hướng nữa rồi ông ơi Sai hướng. Này xử lý sau nha. Chúng ta cho một phát bên đây. Uh oh. Bởi <laughs> vậy phải chọn chúng chính giữa là vậy đó. hai đồ xịn. Đúng rồi nè. Lần này đúng. Và đúng nữa nè. Và được gì vậy? Mà là đát cụi không à? Mình đã dọn được hai bên này ra xong. Còn bên đây nữa. Ta sẽ cần phải đập chỗ này ra luôn. Lố tay một chút đập ra, đập ra và, và kiểm tra lại coi có còn sót lại chỗ này nữa. À, nhìn lên, nhìn lên thì ở đây đập hơi lố chút xíu, hơi lố thì phải chỉnh lại cho đúng. Bóc và bên đây cái bóc nữa, chỗ này, chỗ này à, ra tới đây, à, ra tới đây tại sao lại làm như vậy thì từ từ bình tĩnh ta sẽ cần phải đập chỗ này xuống hai ô này phải đập một một nha không có đập hết được đâu rồi ngay tại đây ta sẽ có bốn con đường thì mỗi một con đường mình sẽ trang trí một cái màu khác nhau chúng ta kéo này ra mình đang suy nghĩ là ta sẽ kéo cái đường ở bên trong này như vậy có cần phải thêm gì nữa hay không À, có thể là sẽ đi tới đây đi tới cái cửa bên đây đó chỗ này nếu mà làm vậy á thì sẽ bỏ đi bỏ luôn chúng ta kéo lên đây lấy uh, bấm lộn chơi xây tích factory riết bấm lộn mình sẽ lấy thêm uh, những cái khối cỏ và không có chơi cái chờ này nữa cái chờ này hồi nãy á uh, có thể uh, thoải mái để làm được một cái mặt phẳng, nhưng mà chuyển sang mấy cái đường thì nó hơi khó khăn xíu. Chơi cái chờ này đi. Ta sẽ đập ra một cục, gắn khối cỏ xuống. À, bấm xíu phải chuột vào đây, bấm chữ G. Ta mở ra 5 x 5. Tức phây 5 x 5. Bấm một cái để có thể đổi. Và chỗ giữa đó chắc chắn là sẽ không có đổi được đâu và đường bên đây ở chỗ này ở chỗ này thì mình đang suy nghĩ là ta sẽ đổi sang cục gì thì uh, ở đây á uh, đập ra đập ra ở đây là chỗ các bé gà thì mình sẽ chơi cục kim cương đi kim cương ta sẽ cần phải lấy cục đất này cục đá này ra chứ và lấy uh, mana diamond mana diamond nhìn nó lợt hơn chút xíu ở đây, không? nhìn thì nó là hơn chút xíu cũng được mana diamond thì mana diamond ta lên ba ô ra đây lên đây và lên đây ta để qua cứ xây trước rồi lát nữa dọn lại sau đó đập ra đập ra cái cửa nó sẽ rất là bự và chỗ này không đúng nè à. chỉnh lại cho đúng có cái cửa đi vô rồi và bên này bảy sắc cầu vòng thì chơi làm sao cho nó hợp lý với bảy sắc cầu vòng ta coi uh, Mi -E controller cái này là bảy sắc cầu vòng nhưng mà cái vấn đề là nó sẽ cần phải được kích hoạt điện năng lên nó mới được bảy màu để kiểm tra coi có cái gì chi dồ ra emi controller có chi dồ được á future future lock rồi đi chi dò được thay vì mình phải kích hoạt đường điện thì mình không cần kích hoạt đường điện mình chỉ cần làm cái này thôi ta mở lên bỏ vô Futura block vui ha mở lên luôn bỏ vô nè có thể chọn được nè emi controller ở đây bảy màu luôn kìa fabulous <laughs> nhưng mà thôi thích kiểu này hơn kiểu này hay hơn đem qua bển rồi để xuống một cục đi ta có thể biết uh, phải chuột vào đây rồi uh, chỗ này hả chỗ này muốn bấm nhanh cũng được bấm nhanh cho khỏe rồi giờ mình chỉ cần đập mấy cục này ra thôi Uh ồ lỗ tay lỗ tay đập cái này ra futuristic block Ồ. hay chưa chỉ cần có một cái khói này thôi rồi và muốn thích uh, RGB, bảy màu là có RGB luôn. Còn bên đây, bên đây ta sẽ chơi uh, ở trọng. Là chơi sang luôn nha, ở Wacken Draconium. Bây giờ giàu mà, lấy toàn đồ sang trọng đem lên không à. Không có chơi những cái bình thường. đập ra đi. Tại vì trong này là mình đang để cái chỗ để chứa điện. Mình sẽ chơi ở Wacom Draconium luôn chúng ta nhảy lên cái coi. cắn vô rồi qua đây thật ra một hai ba à, bên đây hai cái nhìn vô thấy toàn trái tim không luôn thấy không nhưng mà chỉ mới một mặt thôi còn một mặt nữa ở đây muốn đẹp á là phải kết nối kết nối nguyên con đường thì nhìn nó kỳ lắm cao lắm là chỉ có kết nối ở trên với lại kết nối bên dưới này thôi. Cái chân với cái chân đỉnh đó thôi. Ta sẽ làm như vậy. Kéo vô luôn và những cái phòng bên kia đều sẽ làm như vậy hết. Rồi và bay lên đây kéo cái này qua nữa là được. Nhưng mà nhìn ở trên thì lại không có thấy ha. Không có thấy. Thôi khỏi đâu. Nếu mà ở trên không thấy thì thôi khỏi. Đừng gắn vô đập ra à, đập cái này ra còn một cục ở đó thôi ốc một phát ở ngoài trước này kéo cái mặt tiền lại đó cái này là quen tay bấm ở bên setting uh, factory á là quăng ra luôn cho nên nhiều khi quăng ra mất tiêu Và bây giờ ta sẽ làm một cái con đường vô con đường vô chơi khói vàng Khối vàng này thì mình thấy là để khối vàng bình thường là đẹp rồi Để khối vàng mà chi dồ á Hay là điêu khắc lại á Nhìn nó không được hay lắm Ta sẽ sử dụng em này Và chọn lại Tăng lên Chính luôn ừ. Chính thì hơi quá Năm thôi, năm thôi Nó sẽ tới đây trước nha Còn những phần còn lại thì ta từ từ tính rồi và ta sẽ đổi luôn đổi luôn bên đây đổi cái này hơi nhiều ừ, sao còn thiếu đây nữa nó chỉ đổi có cái phần phía trên thôi rồi bên đây ta nhìn vô bên đây đổi được mớ bên đó ngon lành bên này nữa tiếp tục đập bên đây ra luôn làm lại cho đẹp đây là cái phòng trung tâm cũng là nơi đầu tiên chúng ta xuất hiện nó phải đẹp rồi top up go Khối vàng của tôi con đường đi là được giác vàng luôn mới chịu mình sẽ cần phải kéo chỗ này ra một cái kéo chỗ này lên và chỗ này để mình có thể thay đổi cho nó dễ bấm bấm và bấm bấm thôi ở chỗ này một cái nữa nè ở chỗ này con đường này luôn làm gì thì nó sẽ tạo ra cái sự liền mạch hơn còn nếu không có thì nó không có liền mạch lắm đây còn cái cửa nhưng mà cái cửa đó làm bằng gì thì từ từ rồi tính rồi cứ tạm thời là làm em này trước Để lên đổi Đổi một cái và đổi một cái Ở bên đây một phát, bên đây một phát Còn lại mấy cái Bứt luôn ừ, Lại quen tay bấm rớt ra nữa rồi Rồi đó Ở giữa chúng ta sẽ có như vậy Và mình vô đây Có lá không ta? Đâu có cần phải vô trống đâu Ở ngoài đây có lá mà Lần này tạm thời ta dục vô trong đây đi Và ta lấy lá Lá gì cho đẹp Thường là lá cây chân gồ à Là nó sẽ đẹp nè Nhưng mà nó tối quá ha Coi lại coi Lá gì đặc biệt chút Lá này thì cao cấp quá Nó không phù hợp Silver good Lá này lên màu xanh Nhưng mà mình muốn là nó sẽ có màu Nó lên xanh dương Nhưng mà mình muốn nó lên xanh lá Xanh lá Tên lá thì chơi lá Chắc lấy lá bình thường thôi Ray Good uh, Jungle Oak. Oak thì nó cũng không có nổi lắm Nó không có sáng lắm Mình muốn nó sáng lên để nó phân biệt với cái sàn á Cho nên ta phải kiếm một cái loại lá nào đó nhìn nó sáng một chút Acacia, birdwood, fruit. Bird Good, Root Bớt hả? này xanh đậm quá không phải xanh sáng còn màu này là thôi màu đó khỏi nói rồi mentro có vậy tạm thời xài là chân đi ha tạm thời xài đi Chừng nào cảm thấy cần thay đổi thì ta sẽ thay đổi rồi và bên trong này thì mình sẽ cần phải bao lại luôn nè ta sẽ bao lại luôn nói chung là bao lại hết á bao lại mỗi một cái khu này nó sẽ là một cái khu riêng biệt để lên đây luôn chỗ nào đã được ấp đất rồi thì Quốc vô đó và con đường đi nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều bức tường này kéo vô một cái mình sẽ đổi lại sau chắc chắn chắc chắn cứ bình tĩnh ở đây chưa đổi đất nữa hả đây đổi đất phát coi lấy thêm crash uh, block Bang bang bang. Một mớ. Bấm vô đây và bấm vô đây. Uh -oh. Đổi hơi nhiều. Không sao không sao. Lỡ tay đổi hơi nhiều cũng không có vấn đề gì. Ta để lên đây. Lấy cái coi. rồi chỗ này thì bắt buộc phải xây bằng tay thôi. Đặt lá vô. Trang trí. Một cái con đường đi. Cho nó xanh tươi mình sẽ cần phải có một cái xô nước chúng ta lấy xô nước vô trong đây đổ nước vô rồi đổ ra và xô này là cái xô không giới hạn luôn thành ra không có cần phải quan tâm đổ làm sao ha đổ làm sao miễn sao nó tự động nó lắp lại là có nước là được nó đổ vô thôi rồi lắp bên đây chưa chưa lắp bên đây Rồi, ok luôn tiếp tục tiếp tục góc bên này góc bên này góc bên này một cái chỉ cần đổ một cái là nó tự lắp Rồi, bây giờ ta sẽ cần phải đổi em này lại một cái em này là horizontal column uh, vertical column nó đây ấm, ốc ốc này nó sẽ có sự tiện lợi như vậy đây ở bên này luôn khu vực ngoài này hết cái phần rách lắc hả bỏ vô đây coi sao hết được Tới nãy giờ nhiều lắm á và để lên ok luôn qua đầu bên đây đầu bên đây chỗ này thì chắc chắn là mình sẽ không có cần phải bỏ vô mấy cái, cái phần khác chúng ta sẽ có chỗ này như vậy mình đã chỉnh sửa lại chút xíu ở đây ta sẽ nâng lên một ô lúc đầu là tính để cho nó thấp xuống luôn nhưng mà thấy kỳ quá thôi nâng lên rồi, và bên trong này tất nhiên sẽ ấp cỏ lại một cái đổi một phát rồi chuẩn bị đổ nước lại lần nữa đó mà chờ xíu nha chờ xíu từ từ bình tĩnh xử lý để kiểm tra coi ấp cỏ <laughs> cỏ rồi mấy khối cỏ của tôi đâu lấy vô thêm và bây giờ mới khó khăn nè. Bỏ vô. Và trao đổi. ốc một cái. Nó sẽ trao đổi đâu đó ngoài kia luôn. Nữa bấm quy hoài luôn á. Cứ nhớ trong phần chơi xe tích không à. Thay xong là bấm quy gì, gì này nọ đó. Quen tay. Rồi và ta đã đổi được rồi đó. Giờ bên trong đó thì đổ nước xuống là không có còn thấy gì hết. Cho nên nó cũng không quan trọng lắm à tiếp tục. Ờ, gấp lại coi mấy đứa. Rồi à, phải coi thử chỗ này. Chỗ này là một số chẵn hả? Trời căng nha, số chẵn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7. À, đây là đây là 8 chứ, 9 10 11 12. Ối dẹ, ủa tại sao lại ra một số chẵn được? Số chẵn. Có à? nếu mà số chẳng thì ta lấy ở trong góc chúng ta đi ra chúng ta đi thẳng tới đây tại vì trong này mình tính là sẽ có một cái cây trồng trang trí và nó sẽ phải nằm ở bên đây bên này thì xa quá đập ra đập ra chúng ta sẽ có một cái cây trồng và bây giờ cần phải đổ nước vô lại đó đổ nước vô vô cùng đơn giản luôn ổ nước này thì quá dễ rồi lắp vô cho tôi có cái xô vô hạn xài đã luôn á à có chỗ này lắp chưa lắp xong luôn ta nhắm ngay từ đây nè giống ra từ đây giống ra nó lên tới cỡ này kéo bằng nha coi chừng giống không bằng á và bốn cục nó sẽ nằm ở bên đây. Rồi, nhìn qua bên đây, nhìn qua bên kia. Thì bên trong này mình sẽ trang trí thêm bằng những cái lily pad. Những cái miếng lá này vô trọng. Và sẽ trang trí thêm vô. Bỏ vô trong đây cho nó đẹp hơn. Và bên này nữa. Mình sẽ trang trí một mớ lá. OK luôn. À, để uh, bên đây thêm mấy miếng cho nó đỡ trống trống. Rồi trong góc này nữa nè. chỗ nào trống trống ta thêm vô. Rồi bây giờ mình sẽ cần phải có bốn cái cây mà mình đã sử dụng nhiều nhất ở trong thời gian đầu tiên. Ta sẽ có spider web sapling nè. Rồi bên đây là apple sapling nè. Paper rồi. Đây là paper bag sapling nè chỉ còn một cái nữa. String Spider web là string rồi. Thì còn cái gì nữa ta? Để thêm một cây nữa. Rồi để cây này vô. Và để cây bên đây vô. Cây bên kia vô luôn. Spider web rồi. Và tới paper bag. Ta lấy bột xương. on meal. Quất cho nó lên thiệt nhanh luôn. Đây là mấy cái uh, tinh hay là mấy cái bọt biển để có thể hút nước cho nhanh đó dọn lại cho nó gọn và để vô bên đây chưa có nha nhưng mà rồi cũng sẽ có thôi và mấy cái trái bên kia chưa có chín chưa chín bởi vì ít dạ à, ít quá vậy cây gì kỳ vậy chặt xuống liền cây của tôi là phải nhiều trái tôi mới chịu nhìn vô là thấy phải cái chục cái tấm hai cái ba cái bốn cái lên vậy vẫn còn đỡ à, và cho nó chín luôn đi kích thích lên cho nó chín luôn chín nè đẹp chưa đó khu vực trung tâm là phải có những món này rồi cất mấy món này vô chụp mấy cái này vô luôn mấy phần này là cho thẳng vô trọng rồi dọn ra ở trong đây á mấy cái chỗ này ta sẽ cần phải coi để gắn thêm silen lantern vô trọng với lại không khinh chắc o lantern chứ quên chắc o lantern ở trong này mình sẽ thắp sáng luôn nè à. tại vì bây giờ mình đang có cái night vision giờ không thắp sáng là tối thui à cho nên phải thắp sáng mà thắp sáng thì ta coi có thể thắp sáng ở ngay tại đây đập lấy xuống một cái ở những cái điểm này là đủ sáng liền đây sẽ là chỗ mà mình xuất hiện đầu tiên luôn á là chỗ này nè ở trên kia phải chỉnh lại một chút chỉnh lại bây giờ đập ra đập cái chữ thập ra giống như nãy á phải ra thêm một ô nữa một ô một ô đập bụp bụp luôn Đúng chưa? Đúng rồi đó. Nhìn từ đây lên trển là chính xác luôn. Và con đường ở giữa này thì mình sẽ trang trí thêm. Mình sẽ cần phải thắp sáng thêm. Ta sẽ có một cục ở đây. Một cục ngay tại đây. Tẩy coi. Vẫn còn tối. Vẫn còn tối thì cho một cục ở ngay đây luôn. để Thắp sáng luôn. Bên đây cũng vậy. Bên đây ta sẽ để một cục ở ngoài đây đi. Cục trong này. Và cục ngay giữa. Này có canh giữa được không? Nó sẽ không có giữa lắm. Tại vì số đó là số chẵn. Và còn bên đây là còn thiếu một cái cây nữa. Để mình nhớ coi cây gì xong mình quăng nhau chỏng luôn. Nói tóm lại, mình sẽ tiếp tục xử lý trong thời gian giữa hai tập. Và căn phòng ở giữa này vẫn chưa có xong được trăm phần trăm đâu nha sẽ còn có những cái thay đổi và cũng còn sẽ có những cái trang trí thêm nữa để căn cứ bắt đầu thành hình. Còn bây giờ, mình sẽ tạm dừng tại đây và nói các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye!